Đây sẽ là một tình huống mà Sun Eleven phải chống trả đợt công đến từ đại diện của Indonesia. Áp sát thành công nhưng có thêm sự xuất hiện của Sunoa cánh trái nữa, và đó là double đồng hào dành cho vị trí của Sunoa. Kill thứ 5 được đem về dành cho Box Gaming. Bài toán dành cho Sun Eleven bây giờ đang là rất dễ giải nha, khi mà chỉ còn lại bộ đôi bên phía của BTR thôi. Những chương bắt đi với chỗ Zubi gắt thiếu chút đao kìa, nhưng nét đao kìa bắt đó là ba tông quay trao qua. Người còn sống cuối cùng là Popin, và đấy là vị trí áo bóp chắc chắn bắt buộc bên phía Bui Smart cần phải chạy bò, nhưng chạy kiểu gì đấy bạn ơi. Mở cánh đến từ vị trí ở trường Zin, bắt yếu được vị trí của đối phương. Qua Su và Quang là người con phẩm thành công được vị trí của Popin, đem về thứ tư cho các thành viên bên phía của LD rồi. Hãy tỏa sáng những viên kim cương nào. Còn cái người bò đã để Dingo để chúng tôi quét hộ các bạn. Dingo vẫn là con quét bò nha. Dingo từ nãy giờ họ đã kê được rất là nhiều điểm kill và đang cố gắng đối diện đối mặt với cả Lam Kane đội tuyển bên phía team Evos, và trước mặt có cả AOQ nữa, và đó tướng sánh tốt từ vị trí của chùa mẹ Jaxi rồi, nhưng lượng máu của Jaxi là quá thấp, hoàn toàn sẽ là kill thuộc về trong chiếc của chùa. Và đúng như vậy, kill dành cho chùa. Tiếp tục là Phạm Lên confirm đi cái vị trí của Jaxi, và đang đó là 6 kill thuộc về cho Lam của Dingo Savior. Ừ, chùa đã kiếm được cho mình 4 kill rồi, bây giờ sẽ là kill thứ 5, kill thứ 6 dành cho vị trí của chùa. Vẫn đang là vị trí của Lapo khi đi chứ không phải là chùa trong tình huống vừa rồi. Cùng đó là Microboy đã có những tình huống combat với các thành viên bên phía của AQ ở ngay dưới chân các thành viên bên phía của Sàn thì ở thôi. Solo em chỏm đầu tới từ các thành viên bên phía Sala Diamond, nhưng Trường Jin vừa có một tiếng mở cánh thông minh ở đây. Tuy nhiên đây là một thời điểm mà Quang không được phép nằm xuống. Quang bị áo bùng bởi Asa, nhưng Parazin đổi 2. Và giờ thì sao đây? Chính xác là một tiếng đổi 1, nhưng đối phương cũng đã yếu rồi. 6 quả nết ở trên tay Parazin. Trường Jin bắt đầu di chuyển lên trên khu vực high ground. Và quả nết tới được vị trí của Parazin, không đủ đam. Trường Jin cần phải xử lý nhanh hơn. Atego bắt đầu đẩy ra cánh này để tìm kiếm và đối hình bên phía Sala Diamond. Và tình huống nết chết 3 của Parazin. Và đó là điểm kill thứ 4 được mang về dành cho Sala Diamond. Cuộc chiến đưa trở về là 4 vs 3. Thậm chí rằng Trường Jin còn đang tận dụng góc nhìn thứ 3 đến từ chiếc xe UAZ. Đó là hit đạn spam chưa đủ chính xác. Này nó tiếp tục nhận nết đến từ 3 thành viên còn lại trong lineup của Sala Diamond. Nhìn thấy Renclaw rồi, không có một góc để bắn. Vẫn sẽ là quyết định giữ cánh đến từ người đội trưởng của Sala Diamond, tiếp tục đẩy sang một người nữa. Cánh này thực sự là vẫn đang rất chắc chắn đến từ các thành viên bên phía của Sala Diamond nha. Tôi nghĩ là cứ chậm rãi thôi, chúng ta không nên tham một kill làm gì ở thời điểm này. Và bây giờ thì ai yếu máu đó là Quang. Thêm một tiếng nào nữa, một lợi thế là quá nhiều. Double đồng hòa, và đó là triple kill dành cho Quang.